Nãy ơi, chào cả nhà Nãy ơi. Chào cả nhà. Đó, đồ nghề cảnh trên xe các bạn. Đó là cái bảy phụ đem thêm. Mình cũng đâu có chịu thua kém đâu nha. Bữa nay mình đem thêm tới 12 hay là 15 cái gì lận này nha. Đấy, 15 cái Tôi muốn cho banh cái chỗ tràn đề luôn đó. á. Quá trời đem Bữa thêm. nay anh em mình mỗi người thăm có 10 cái nha bạn. Nay mình đem 15, anh đem khoảng chắc không tới chục đâu ha anh. 8 cái. 8 cái. Mình có bảy siêu to khổng lồ để chăm bắt mấy con heo người ta chỉ nha bạn. Xây chân cái đầu tiên của anh nha. Hôm đi xuống không có thấy gai hả? Cái đầu tiên hầm sú được không các bạn? Khu vực rồi là hiểu các bạn. Cái đầu tiên chất quất rồi đó. Gác là nhóc đang chuột mà sống. Hy sinh luôn. Dĩ hả? Tới mình bạn ơi, mình cũng sát bên ảnh nè. Hai anh em đặt cũng gần nhau lắm. Khu này là khu gần nhà của anh Hải nha, gần nhà anh Hải, nhưng mà xa nhà mình lắm các bạn. Chất quất các bạn ơi, nghe tay à, chuột ca chào mình luôn. Ok, cái đầu tiên mình may mắn anh Hải nha, chuột mình còn sống. Đặt lại không? Dùng nuôi tôm có khác ha, ba cái bao là nhóc luôn anh Hải, bao thì đầy luôn. Cái thứ hai của mình bạn ơi, hy vọng sẽ bữa nay sẽ có hàng siêu to cho bạn xem nha. Hôm qua chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và cái giây phút thư giãn khi xem video nha. Mình đặt cái này cũng khá cao mà mình khoái cái bụi giống như cỏ chanh vậy nè, ở dưới chân nó hơi trống và ẩm, mình đặt thôi. Đồ nhẹ té rồi. Trời, con chuột có làm ổ, không muốn đẻ gì không nổi rồi. Hôm qua còn tươi gói, trời. Rồi con gắn chết luôn rồi bạn ơi, con gắn lên thì lì trong là con hới thằng nào mà chết queo, cái gì không biết cái gì, chung là con gắn chết các bạn, xịn này, con gắn nước này nó săn mồi không con ngày bạn ơi, gặp thợ săn đang gìn nó đang gìn cái gì biết không? Chà bá nạnh như cốc tượng các bạn đó, chụp anh Hải ơi, nữa. Tao đơn cầm máy gì rồi đi chụp, anh cầm nó chụp nhẹ nhàng đơn giản như gắn nước vậy đó, chụp nhẹ nhàng thôi chạy mất tiêu vậy không, cái thứ nó tôi chạy rồi không nhát nhát là sao chụp dính nó được, rồi rồi là trời cố chụp mà còn nhát hết nè, sao chụp dính vô giường sari bạn, nè nè dính dính con khỉ móc, bỏ vỏ xuống đây đi đăng để đặt thêm, chạy qua bên kia mất tiêu rồi, anh cứ đem qua đây em chụp cho. Cho nó ra đây, cho nó ra đi. Anh chụp thì cho nó ra đây, em chụp. Chụp tót cái đường trên này nè, chụp không kịp nữa nè. Tót lên trên á, chọt lên trên bức tường. Nhìn nó ra, cho nó ra đi. Nhắm mắt lẻ nghe không? Đù, con nước đã quá. Nước này ngon quá. Anh đừng giữ cái gì, đừng cho nó gãy răng, từ từ. Quá đã, ngăn nước. Thì anh cầm đi, anh cầm đi, trời ngăn nước rồi nè. Anh cầm ấy, cắn cắn cái ấy. Ủa cắn nước, anh cầm bụng nó cái, đứa bụng nó cái. Trời cắn nước rồi nè, ông nội ơi. Bự ông ơi. Hiếm thấy cắn nước bự gì lắm nha bạn. Sướng. Bây giờ mình không có chỗ đựng hết trơn, mình đi đặt bẫy à. Bỏ vô cái túi anh đi. Anh có cái vỏ phải không? Ừ. Bỏ vô túi. Ủa cắn nước đã quá bạn. Quá trời ngon. Hả? Không. Túi hay vậy hả? Bỏ vô cái gạch đi, thế nào mà cũng phải vô cái gạch không? Ừ. Còn gì có ngoài kia bắt phải không? Ừ. Ừ, gì cũng được nữa. Không 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 chết đâu, không ép đâu, không, xíu xíu rồi, không sao không sao
đầu thừ lự luôn, gắn là già đời dữ lắm rồi. Quá đã. Thì bún đại thì nó chụt vô thôi. Quá wow, được 600 g. Ê, 600 g trong đó chắc là nửa ký phải. Sao nó không ỉa? Đúng là gắn nước tới số rồi chứ. Vô túi bạn ơi. Thôi mà nãy giờ cái này là cái thứ 6 nha bạn, chưa dính được một em nữa. Mà mình đi đặt hết rồi bạn ơi, đặt hết cái dàn bẫy trên xe của mình này. Đặt đuối đuối luôn bạn ơi. Cái bẫy kìa. Nhìn xa thấy cái bẫy con chuột nó phá chống lỏng rồi, rồi chết quớt luôn rồi đó. Chắc ăn là chết nha bạn. Chuột nó ngứa răng là khui chết. Mà mình cảm giác khu vực này gần nhà nè, nó có gắn lý có con chuột cống lan á. Chuột cống heo á. Khu nào mà có chuột con heo là khu đó gắn, nói chung là ít bạn ơi. Ít dữ lắm, ít. Nói chung là gắn con chuột con heo nó hung dữ và cố. Bởi vì bằng cái bạn mà thử ở nhà mà bạn bắt vô tình mà bắt được con chuột con heo nhỏ nhỏ thôi nghe. Chuột con heo nhỏ như bằng chuột bé gắn mình á, bạn đặt thấy không đời nào mà vô con gắn. Đặt tới nó gắn chuột chà bá luôn mà nó không vô. Mình đi đặt nhiều lần rồi. Ok nha, mình ốp máy nha. Chầm đã bạn ơi. Anh Hải mới thăm từng con bạn ơi, mình chưa quay chưa kịp. Phân nghĩ tè le chứ nè. Cũng được, chúc mừng anh nha. Rồi bắt ra luôn bạn ơi. Có là ngon. Te tu hết trên cái bao rồi. Cái hiện tượng giống như nó kẹt đầu không? Kẹt đầu nó rút á. Nó hơi chạy chạy cái má. Kẹt nó rút rồi nó chết nha. Nó xeo rồi xeo quá hả? Ừ, xeo mà tự chết ơ. Ồ, ngon lành cạnh tranh. Ừ, đủ tiền xăng. Cà phê, cà pháo em này nó lo. Chỉ giá 20 ngàn. Rồi, ok, bỏ vô bạn ơi. Đi tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay bạn xem nha. Còn khoảng 50 cái vậy đó. Cả chục cái, còn cả chục cái nữa. Gần gần cái chục nữa. Anh đi qua bên đó thăm cái của anh nha. Chúc mình là may mắn nha. Hai anh em mình đặt cặp trao cổ một gan nghe bạn. Nhưng mà đây là bức tường. Bức tường nè. Anh mình đặt bên đây. Dính mà hổm mình con. Ảnh bên đó anh đặt cũng dính con nghe bạn. Mà ảnh dính con hổ lãi. Mình con đây, đây con hổ hành. Xuống nè bạn ơi. Người đặt bên. Bên đó cũng rộng nè bạn. Đó có lùm cây cây bụi tre kìa. Đó, bà chú dài vô trong đó. Bụi tre cho nó che không nè bạn. Bên khuôn viên của ảnh. Còn mình đặt bên đây. Bên đây thì nó cũng hơi trống. Có cái giường xài. Mà mình đặt cái trong cái gốc. Không mình ở đây mình khui ra thấy thấy phần trắng thì khoái khoái liền. Rồi tình hình là bữa nay thấy chuột nó tử rồi bạn ơi. Chuột nó tử rồi, tức 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 tức. Hai anh em mình mới thăm trong đó bạn. Chất quất nha. Anh vô đây. Ủa, mà chứng gọi cho cái này mới dính hổ lãi nè bạn ơi. Cái trong kia không có dính, đúng rồi. Anh cứ bữa nay dính hổ lãi nè. Cái trong kia chứng gọi không có dính nha bạn. Chiến gọi hút mũi lãi chiến này coi làm sao nha. Lặn hâm hả? Ồ, đặc sắc với tường luôn ha. Bà tường y chang vỗ anh Phụng vậy ha. Nó thở hả? Ồ. Đặt cho móc mát chút nghe anh ơi. Đặt cho móc mát chút nghe. Không còn đặc sắc tường đâu. Cách tường có gan vẫn phát hiện được mà. Nếu mà có ổn ra đặt xa tường tí cũng được. Hải đặt mép bển bờ tường bển nha bạn. Còn đây là cái đùm cỏ chanh. Chanh là mình khoái lắm. Nhưng mình không đặt, mình đặt bờ tường này. Bờ tường dài lắm các bạn. Cảm giác như là trời ơi trời. Cảm giác như là cuối cùng chuột cái hồi này. Đau lòng cho mình thiệt chứ. Thua. Còn có 3 cái bẫy nữa là hết rồi bạn ơi. Chứ cái tình hình bữa nay chắc ăn mắm đuôi là ăn muối đâm. Mắm đuôi là muối đâm. Những hy vọng cuối cùng nó có con gì nó chạy dưới nước vậy? Rồi nhẹ luôn mọi người. Còn 2 cái nữa. Chuột chết luôn mới đau chứ. Cái cúng cùi của mình nữa là cái cuối cùng
cái coi chơi coi. Rồi chút quất luôn. Nghe té. Đừng con gắn nước chụp được chứ phải đi, không phải là đi bẫy được. Con cặp cái lộ xe bằng xe lớn chạy. Trời ơi con chuột thẳng giò luôn à. Chuột hy sinh rồi bạn ơi. Rồi bỏ mồ cái chuột đặt lại nha bạn ơi. Rồi đừng con gắn nước. Anh Hải thì ra ngoài lộ giữ xe. Mình có thay mặt anh Hải tạm biệt các bạn luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Đang ở giữa lùm. Bye bye. Bye bye.